Mới đây, trong một chương trình, Lâm Vĩ Dạ đã có những chia sẻ về một biến cố cô trải qua gần đây. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết, cô đi khám tại một bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. Dù biết không nguy hiểm đến tính mạng, song cô vẫn rất suy sụp. Trong lúc bế tắc, tôi chỉ còn niềm tin duy nhất là cầu nguyện. Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt được xem là cặp đôi diễn viên có đời sống khá viên mãn. Hơn 10 năm chung sống, cả hai có hai cậu con trai là Bánh Mì và Xà Xị. Trải qua nhiều thăng trầm, Lâm Vĩ Dạ cho biết hiện tại cô đã an tâm và hạnh phúc với một mái ấm nhỏ. Nhớ lại thời đầu khi quen ông xã, nữ diễn viên bật cười tiết lộ bản thân khá táo bạo, cô kể với Lý Nhã Kỳ. Tôi chưa từng nghĩ, mới 19 đến 20 tuổi, mình đã lấy chồng. Tôi là người chủ động quen anh Đạt, dù tôi không tỏ tình nhưng hành động của tôi đã khiến anh ấy đu hiểu. Mỗi ngày tôi đều qua nhà anh ấy nấu cơm dọn dẹp để chứng tỏ mình là người phụ nữ giỏi giang đảm đang. Đây là căn nhà nhỏ mà cha mẹ cho anh ấy ở riêng, tôi cứ qua dọn dẹp trong 1 đến 2 năm trời, thậm chí tôi còn trà toilet, chuẩn bị đồ đạc để cùng kiêng. Khi cha tôi cho tiền sắm đồ Tết, tôi lấy tiền đó sắm cho anh. Tuy nhiên sau khi lên xe hoa, cuộc sống của cô dần thay đổi, đặc biệt về vấn đề kinh tế trong gia đình khiến cả hai nhiều lần khủng hoảng. Lâm Vĩ Dạ tiết lộ, lúc vừa cưới xong tôi mang bầu nhưng không có một đồng, phải ăn mì gói, cháo gói. Cha tôi hỏi sao lại ăn như vậy, tôi bảo do nghèo nên thèm. Tôi không hề dám nói vì con không có tiền. Thời điểm đó, sân khấu Nụ Cười mới gặp biến cố khi nghệ sĩ Hữu Lộc mất. Vì thế anh Đạt không có công việc ổn định để có tiền mua cho con hộp sữa. Là chật vật lắm, tôi không dám đòi hỏi gì. Để trang trải chi phí sinh hoạt, Lâm Vĩ Dạ cật lực kiếm tiền phụ chồng. Dù sức khỏe kém hậu sinh nở nhưng MC Tâm Đầu Ý Hợp vẫn tích cực chạy show. Cô nghẹn ngào nhớ lại, có khi đi quay xong tôi phải chạy vào bệnh viện trích thuốc truyền nước biển. Tôi cứ âm thầm giấu mọi người làm điều đó, tôi sợ nhà sản xuất thấy mình vậy sẽ gây ảnh hưởng đến chương trình, không mời mình nữa, cô tâm sự. Mặc dù đồng cảm với vợ nhưng đôi khi Hứa Minh Đạt cũng trách vợ vì quá tham công tiếc việc, không có thời gian cho con cái, áp lực kiếm tiền và nuôi con dạy con khiến hôn nhân của họ dần rạn nứt. Lúc đó tôi làm nhiều, tôi với anh Đạt cứ cãi nhau hoài, tôi sợ một ngày nào đó mình không thể kiếm được nhiều tiền. Tôi không giỏi tính toán, không biết kinh doanh, tôi chỉ biết làm nghệ thuật nhưng sợ đào thải của ngành này vô cùng khắc nghiệt. Tôi hay nói vui rằng là tranh thủ còn thời, mình hãy cày kiếm tiền, đến lúc hết thời mình còn có tiền trang trải cho cuộc sống, cô chia sẻ. Đồng tình với đàn em, Lâm Vĩ Dạ tâm sự, tôi cảm thấy Đạt rất hiểu Dạ, nhưng Đạt thực sự chưa hiểu được nỗi đau tận cùng hay khát khao bên trong của vợ. Tôi có theo dõi Facebook và thấy Dạ có những điều tổn thương, có khi không kiềm được cảm xúc nên viết trên Facebook, nhưng lại nhanh chóng xóa đi vì không muốn người khác nghĩ nhiều về mình. Ngoài ra, cựu đại sứ du lịch còn tiết lộ Lâm Vĩ Dạ là một người nhiều tâm tư, khác xa với hình ảnh trên sân khấu, nữ diễn viên khiến đàn chị nghẹn ngào khi chia sẻ. Trong lần đầu tham gia game show cùng em ấy, tôi thấy em ấy không bon chen, không dành sự chú ý hay muốn đấu đá với ai. Điều em ấy quan tâm chỉ là làm xong việc, có tiền để về lo cho con. Lâm Vĩ Dạ còn là một cô nghệ sĩ rất tiết kiệm, khi mua gì cho bản thân cũng đắn đo. Trước đó Lâm Vĩ Dạ từng chật vật khi trở lại nghệ thuật hậu sinh nở, không chỉ có sức khỏe kém, sắc vóc của cô cũng còn thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, may mắn liên tiếp đến với nữ diễn viên khi cô được đồng nghiệp và bạn bè hết lòng hỗ trợ, đặc biệt bà xã Hứa Minh Đạt còn cho biết cô mang ơn trường giang. Nhìn thấy tôi có khả năng nhưng không có cơ hội, anh Giang rất tiếc. Khi đó vị trí trong nghề, anh ấy tìm mọi cách để lôi kéo tôi theo để kiếm tiền nuôi con,